À, xin chào đến cô chú chị em thân mến. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 thì lại tiếp tục hàng về tiếp tục anh em ơi. Hôm nay thì gồm về gồm có dòng Kuta HST 155. 155 anh em. Thì hàng về tiếp tục nhiều lắm anh em. Thì để phục vụ cho bà con ha. Vụ tiếp theo. Đây. 155 anh em. Thì nhớ có sẵn luôn anh em. Nhớ cha cha nha, hàng này của nhớ của Thái luôn anh em. Đây mấy anh em. Thì anh em nào có mua sắm máy móc thì cứ liên hệ đến mình ha. Thì nói chung thì bên đây mình có bán hỗ trợ trả góp anh em. Chỉ cần giấy căn cước công dân của anh em là duyệt hồ sơ. Lãi suất thì 10 triệu tháng 100.000 anh em. Anh em đặc biệt anh em mua dòng máy Kuta. Kuta hay là dàn xế cha cha này ha. Thì lãi suất rất là rẻ anh em. Rồi xin mến chào anh em ha. Cấp tiếp theo anh em thì ở đây mình vẫn có những cái dàn xế bộ ha, những dàn dòng máy nghĩa địa ha. Đây. Đủ loại anh em, ICK rồi kích thước các loại ha. Anh em nào có mua sắm máy móc thì cứ liên hệ đến em ha. Điều bán hỗ trợ trả góp anh em hết. Thủ tục rất là đơn giản. Chỉ cần giấy căn cước công dân thôi anh em. À, xin kính chào anh em. Hôm nay là hàng về tiếp tục anh em ơi. Thì nay ngày 16 tháng 5, hàng về tiếp tục. Hôm nay còn có những dòng máy EA6 với EA11 nè anh em. Bộ IC70. Hàng giá rẻ anh em ơi. Xuống 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 đây xuống đây xuống.